Xin chào tất cả các bạn, chúng ta đang có mặt trong phòng mổ tại cơ sở 2 của trung tâm thẩm mỹ Dr. D tại số 69 Lê Thọ, Nam Từ Liêm, Hà Nội. Và như các bạn có thể thấy là hiện tại trên màn hình của chúng ta, trong phòng mổ của chúng ta đang thực hiện một ca phẫu thuật dành cho một vị khách hàng đến với chúng tôi với một dịch vụ đang được rất là nhiều các chị em quan tâm, đó là dịch vụ thẩm mỹ tầng sinh môn. Và như chúng ta có thể thấy là gương mặt rất là thân quen, chương trình gương mặt thân quen của chúng ta đó là bác sĩ Vân đang rất là chăm chú để mà thực hiện. Vâng, bác sĩ Vân. Chào mọi người nhé, bác sĩ Vân đang làm như các bạn thường thấy thì cái hình ảnh quen thuộc của mình khi mình ở bên cơ sở kia. Thì hôm nay livestream một chút cho các bạn xem cái hoạt động ở bên cơ sở mới của chúng tôi, ở cơ sở 2 ở bên Mỹ Đình. Hiện tại thì tôi đang làm một ca phẫu thuật này cho bạn gái này, là thu gọn môi bé phì đại. Thế thì bạn gái này thì đến với tôi thì bạn hoàn toàn là chưa có gia đình, chưa có em bé. Tuy nhiên thì như các bạn đã biết thì cái môi bé nó phì đại, nó hầu như nó ít liên quan đến cái việc mang thai hay là sinh em bé, bởi vì nếu như mà nó bị phì đại thì thường là nó bị bẩm sinh. Khi mà bạn gái dậy thì đến tuổi dậy thì nếu nó phì đại thì nó đã phì đại từ đợt đấy rồi đấy, nên là rất nhiều bạn gái đến với bác sĩ Vân, thậm chí là có những bạn gái thì chưa từng có quan hệ tình dục cũng đã đến với mình để thu gọn môi bé phì đại rồi, bởi vì cái đấy nó gây rất là khó chịu, gây rất là khó chịu cho trong sinh hoạt, vệ sinh của bạn nó phì đại như thế thì nó rất là vướng víu, nó vướng víu vào quần áo rồi cử động, thế rồi là nó cũng là nơi mà nó tích tụ rất là nhiều những cái chất bẩn, nó tạo cái môi trường để cho cái vi khuẩn nó phát triển, nó gây có mùi khó chịu, gây viêm nhiễm phụ khoa cho phụ nữ. Thế nên là thường là nó mà phì đại quá thì mình khuyến cáo là các bạn nên cắt bỏ đi. Đấy, thì mình đã hoàn thành cắt xong cái môi bé phì đại rồi. Lát nữa mình sẽ cho các bạn xem cái sản phẩm cắt ra. Thế còn bây giờ thì mình đang khâu những cái mũi khâu cuối cùng cho bạn khách hàng rồi. Thì các bạn có thể quan sát thấy là khách hàng của chúng tôi hoàn toàn là không đau đớn gì và rất là dễ chịu, đang nằm rất là thoải mái. Đấy. Thì mình có thể hỏi khách hàng cảm nhận của khách hàng để cho các bạn biết em gái em có thấy đau không? Em không chị ạ. Có khó chịu gì không? Có chút nhẹ nhàng. Tại sao em lại biết đến cơ sở của chị nhỉ? Em xem Facebook hay là ai giới thiệu em? Em xem qua Facebook ạ. Cũng xem qua Facebook đúng không? Đấy. Bây giờ mạng xã hội rất là phát triển nên các bạn đa số là các bạn xem livestream, các bạn sẽ biết đến bác sĩ Vân, và rất nhiều khách hàng đến với tôi qua cái kênh trực tiếp này. Thì bạn Khái này cũng là một trong những bạn khách hàng như vậy. Vâng, như các bạn có thể thấy là bác sĩ Vân đang thực hiện những công đoạn cuối cùng của ca phẫu thuật của chúng ta rất là nhanh gọn và nhẹ nhàng, vì khách hàng hoàn toàn tỉnh táo trong quá trình thực hiện phẫu thuật và không hề đau đớn gì cả. Và chúng ta có thể thấy là phòng mổ tại Dr. D tại cơ sở 2 cũng rất là khang trang, đúng không nào? Hôm nọ tôi cũng đã chia sẻ với các bạn hình ảnh sơ qua của phòng mổ tại trung tâm thẩm mỹ Dr. D cơ sở 2, rất là đầy đủ trang thiết bị, không hề thua kém gì cơ sở 1 đâu ạ. Và nếu như các bạn muốn quan tâm những dịch vụ tại Dr. D hay là muốn gặp bác sĩ Vân xinh đẹp thì hãy đến ngay với số 69 Lê Thọ, Nam Từ Liêm, Hà Nội nhé. Và thưa các bạn, thì có lẽ là vấn đề đau là một trong những vấn đề mà các chị em rất là quan tâm khi mà thực hiện các dịch vụ như thế này. Nhưng mà khi mà các bạn có thể thấy là mặc dù đến những công đoạn cuối cùng rồi nhưng mà vị khách hàng hoàn toàn không có bất cứ biểu hiện gì của việc rất là sợ sệt hay là vấn đề của đau đớn gì cả, đúng không nào? Và chúng ta cùng chờ đợi một chút nữa thôi. Mình đã hoàn thành xong ca phẫu thuật cho bạn gái rồi, rất là nhẹ nhàng. Thì trong quá trình chờ đợi bạn đồng nghiệp của mình vệ sinh và băng cho khách hàng thì mình sẽ giao lưu với các bạn luôn. Các bạn có câu hỏi hay là thắc mắc gì về phẫu thuật tầng sinh môn nói riêng và các cái phẫu thuật thẩm mỹ nói chung ấy, thì các bạn để lại cái đấy thì bác sĩ Vân sẽ trực tiếp giao lưu với các bạn bây giờ nhé. Cho mình phải cho chị mở. Rồi, xin cảm ơn bác sĩ Vân. Đây, các bạn có thể thấy nhá. Mình sẽ quay qua cái phòng mổ bên cơ sở này của mình một chút. Đấy, mình vừa thực hiện xong. Đây là bàn điều dưỡng của tôi đang vệ sinh cho khách hàng. Rất là nhẹ nhàng, êm ái và không có vấn đề gì cả.
Thì như các bạn đã biết ấy, thì bên cơ sở 1 của chúng tôi, các bạn đã quen với cái dịch vụ phẫu thuật không đau ở bên cơ sở 1. Đấy là khi mà các bạn tiêm thuốc D thì các bạn sẽ được ngủ một chút. Thế thì nó sẽ hoàn toàn không có cảm giác gì. Thế, tuy nhiên thì những cái phẫu thuật là tiểu phẫu rất là nhỏ, ví dụ như là cắt mí hay nâng mũi hay là thu gọn môi bé như bạn gái của tôi ở đây, thì cái việc gây tê nó cũng rất là nhẹ nhàng thôi, một chút xíu thôi, và cũng rất nhiều khách hàng là đã sang đây với tôi để gây tê trực tiếp mà hoàn toàn cũng không đau đớn gì cả, không hề khó chịu gì cả. Những cái tiểu phẫu nhỏ đấy thì nó rất là nhẹ nhàng thôi. Đấy, thì đây các bạn có thể thấy quang cảnh phòng mổ rất là sạch sẽ và rất là đạt tiêu chuẩn của Bộ Y tế. Chào các bạn đang xem livestream nhé, các bạn để lại câu hỏi đi, mình sẽ trả lời cho các bạn. Bạn Thu Hằng có hỏi là làm môi bé có phải kiêng quan hệ lâu không bác sĩ? Làm môi bé đơn thuần thì mình sẽ kiêng quan hệ trong vòng 1 tháng bạn nhé. Nếu không có phối hợp với làm âm đạo, thế còn nếu mà thu gọn cả âm đạo nữa bằng phẫu thuật thì mình sẽ phải kiêng lâu hơn, khoảng tháng rưỡi đến 2 tháng cho mình. Thế còn nếu như mà làm phối hợp với âm đạo và laser không thôi thì cũng không cần phải kiêng gì cả, kiêng 1 tuần thôi, nó rất là nhẹ nhàng. Bạn Hiền thì hỏi là có đau lắm không bác sĩ? Ok, cái này thì mình sẽ hỏi khách hàng luôn. Đấy. Em đến bây giờ thì em có khó chịu gì không em? Không ạ. Không có chịu gì đúng không? Toàn dễ chịu đấy. Bạn là khách hàng của chúng tôi vẫn đang nói chuyện bình thường và bạn không hề bị đau đớn hay khó chịu gì nhé. Rồi, các bạn hóng kết quả ok. Và các bạn nào mà quan tâm đến kết quả thì xin mời inbox vào fanpage của bác sĩ Điền, thì chuyên viên tư vấn của chúng tôi sẽ gửi hình ảnh trực tiếp cho các bạn xem. Bởi vì cái vùng phẫu thuật này nó rất là nhạy cảm nên mình không thể show cái vùng kín ở trên livestream được. Mình sẽ cho các bạn xem cái sản phẩm mà mình cắt ra thôi. Một bạn nữa thì nói là chắc là giới thiệu bạn gái đến thu gọn. Ok, nếu bạn nào có nhu cầu thì xin mời đến gặp bác sĩ Vân nhé. Cơ sở 2 hiện đại quá, cảm ơn bạn. Rồi, bác sĩ Điền là một người rất là chỉnh chu và nguyên tắc trong tất cả mọi vấn đề, nên là cơ sở 2 của anh cũng rất là, mọi thứ đều rất là đạt tiêu chuẩn, rất là hiện đại, trang thiết bị. Kiêng nhiều không bác sĩ Vân? Mình chỉ cần kiêng quan hệ trong vòng 1 tháng thôi bạn ạ. Đối với trường hợp khách hàng này thu gọn môi bé thì đại đơn thuần. Thế còn sinh hoạt thì các bạn không phải kiêng gì cả. Các bạn ăn uống và tắm rửa bình thường. Sau khi tắm rửa xong thì các bạn được chúng tôi hướng dẫn là có thể rửa lại bằng dung dịch vệ sinh betadine phụ khoa, betadine xanh đấy. Rất là đơn giản thôi, không phải kiêng gì nhiều cả. Thời gian làm phì đại môi bé thì mất tầm khoảng 30 phút bạn ạ. Tùy theo mức độ phì đại nhiều hay ít. Thế có những ca mà phì đại ít hoặc là phì đại lệch một bên ấy thì rất là nhanh thôi, 15 phút là xong. Thế còn nếu mà phì đại nhiều mà cần phải tạo hình nhiều, nó phức tạp, nó điều nhiều rãnh, nhiều múi thì chắc là phải làm đến 1 tiếng đấy ạ. Thì nó tùy mức độ phì đại của khách hàng các bạn nhé. Bạn có bạn nữa hỏi là phải thở oxy à bác sĩ? Với những trường hợp này thì chúng tôi không phải thở oxy bạn ạ. Đây là cái hệ thống monitor để theo dõi của bác sĩ, thì mình có đo nồng độ oxy ở trong máu của khách hàng nhé. Đây mình đi lại gần đây cho các bạn có thể xem được cái máy theo dõi của mình. Thì mình đo cái nồng độ oxy thôi, cái 99 này là nồng độ oxy trong máu này. Đấy. Thế còn đây là huyết áp này, đây là tim mạch này. Đấy. Thì bệnh nhân nào ở đây đến với chúng tôi thì chúng tôi cũng gắn trang thiết bị để theo dõi hết. Mình có được đặt đường truyền, mình có được đặt đường truyền để mình xử lý trong những trường hợp mà cần phải dùng thuốc. Thế còn thì chỉ thở oxy thì trong trường hợp mà nồng độ oxy trong máu của các bạn thấp thôi thì lúc đấy mình phải thở oxy, còn trong quá trình thở, trong quá trình mổ thì cũng không cần bạn nhé. Làm xong đi lại bình thường luôn đúng không bác sĩ? Đúng rồi bạn Hải ạ. Sau khi băng bó xong thì khách hàng của chúng tôi sẽ nằm lại đây và theo dõi mất 10-15 phút thôi. Sau đấy thì khách hàng có thể tự đi về bình thường, thậm chí có thể đi xe máy về bình thường, cũng không cần thiết là phải đi ô tô. Các bạn muốn xem sản phẩm cắt ra, ok mình sẽ di chuyển xuống dưới nhé. Hương đẩy giúp chị cái bàn dịch ra ngoài tí em. Đấy, ok. Đây là bàn phẫu thuật của tôi khi vừa thực hiện phẫu thuật xong. Các bạn đã dọn dẹp đây là sản phẩm bác sĩ Vân
cắt ra nhé. Đấy thì các bạn có thể thấy đây là mình để ngón tay của mình để cho các bạn cho các bạn xem cái mức độ phì đại nó rất là to và nó bị lệch hai bên. Đó, một bên nhỏ, một bên to. Thì một bên to này thì lại rất là dày nữa. Nó rất là dày. Đấy, lệch như này thì không chỉ ảnh hưởng đến cái sinh hoạt của bạn gái mà nó ảnh hưởng rất nhiều đến cái thẩm mỹ. Đấy, khi mà các bạn có bạn trai hay là các bạn lấy chồng thì đúng là khi mà mình quan hệ mình nhìn thì nó cũng rất là mất thẩm mỹ, khiến cho có thể là bạn gái sẽ không cảm thấy tự tin với bạn trai hay là với chồng của mình. Thì các bạn có thể đến đây thì mình sẽ thẩm mỹ cho các bạn. Nó vừa gọn đi mà nó lại vừa xinh xắn, nó đều nữa. Ngồi bình thường chứ bạn? Bạn bảo chân có hỏi là có ngồi được bình thường không? Khách hàng hoàn toàn ngồi bình thường bạn nhé. Ngồi và đi lại bình thường. Đó bạn chứ. Để cho bạn mặc đồ con đỡ bạn ra đi khỏi khách bàn xuống. Em cứ làm lên các bạn ấy nữa. Lật cái ở dưới lên. Đấy. Rồi chị, em chào chị anh Việt. Ok. Một khách hàng quen thuộc của em mà cắt xong đẹp lắm em ơi, cảm ơn chị Việt nhá. Rồi đấy, các bạn có thể thấy to thế, đúng rồi, chính xác ạ. Đây cái sản phẩm cắt da nó rất là to, thì những cái trường hợp mà bị phì đại to như này thì mới phải đến với bác sĩ Vân để làm đấy. Thế còn nếu mà nhỏ nhắn xinh xắn rồi thì các bạn lại không đến gặp mình làm gì cả. Rồi, ok, để ra đây. Em đỡ chị ra đi. Rồi đấy, các bạn có thể thấy nhá. Còn khách hàng của chúng tôi dậy và đi lại hoàn toàn bình thường ạ. Đây là nhân viên của tôi đang dẫn bạn ra ngoài. Đi lại hoàn toàn bình thường bạn nhá, không hề có đau đớn gì ạ. Đó. Một bạn Thủy có hỏi là chỗ ý lúc nào cũng kín à? Cũng kín thì cần gì phải làm? Chị ơi, đấy là mình kín với mọi người. Thế nhưng mà khi mà mình có quan hệ với ông xã hay là với bạn tình chẳng hạn thì đương nhiên là mình sẽ cái chỗ đấy nó sẽ không còn kín nữa. Thế thì cái đấy em nghĩ là bây giờ thì xã hội cũng văn minh nhiều rồi và nó cũng góp một phần rất là quan trọng trong cái việc tạo nên cảm hứng cho cái người bạn tình của mình. Cái chỗ đấy mà ví dụ mình con người mình mà rất là ưa cái đẹp, thế thì cái đời sống tình dục nó cũng là một phần rất là quan trọng trong cuộc sống hôn nhân. Và nếu như mình có một cái vùng kín nó đẹp thì nó cũng rất là hấp dẫn đối với cả người kia. Thế cho nên là em nghĩ rằng cũng tùy nhu cầu thôi. Các bạn muốn cái vùng kín nó đẹp thì các bạn đến làm. Thế còn có những người mà không quan trọng cái chuyện đấy, không thấy nó có quan trọng đối với mình thì cũng không cần thiết phải làm. Thì đấy là tùy nhu cầu của mỗi người thôi chị nhá. Rồi. Chương trình khuyến mại gì không? Các bạn chân hỏi chương trình khuyến mại thì chương trình khuyến mại thì đợt 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5 cũng có rất là nhiều chương trình khuyến mại hấp dẫn. Chúng tôi có đăng ở trên fanpage của bác sĩ Điền đấy ạ. Thì mời bạn, nếu bạn muốn nó quan tâm đến cụ thể đến dịch vụ nào thì các bạn inbox vào trong fanpage của bác sĩ Điền. Chúng tôi sẽ trả lời cho bạn cụ thể là chương trình khuyến mại của từng dịch vụ thì nó là bao nhiêu bạn nhé. Thế còn mình không thể nhớ hết được vì có nhiều dịch vụ quá và khuyến mại rất là nhiều, rất là hấp dẫn trong cái đợt 30 tháng 4 này. Đấy. Cảm ơn bạn Trân. Đó, khách hàng của chúng tôi cũng đã ra ngoài rồi. Thế và bây giờ thì mình xin phép là sẽ kết thúc live stream để cho nhân viên của mình sẽ dọn dẹp phòng mổ một chút nhé. Đấy. Cảm ơn mọi người đã theo dõi live stream và để câu hỏi cho bác sĩ Vân. Thì hẹn gặp lại mọi người vào những cái live stream sau cho những cái dịch vụ khác ở tại cơ sở 2 của mình nhé. Cảm ơn mọi người. Chào bạn Linh. Ok.